Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trong báo cáo tháng 2, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh HUBA cho biết, tình hình vay vốn của các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn rất khó khăn. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư cho phép cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ 2% lãi suất vay. Để xem tình hình cụ thể ra sao, quý khán giả hãy theo dõi nội dung sau đây nhé. Dù ngân hàng có nhiều vốn cho vay, nhưng hiệp hội này cho biết doanh nghiệp nhỏ và vừa không thể tiếp cận nguồn vốn do không đảm bảo yêu cầu về thế chấp tài sản hoặc không đủ điều kiện vay. Cụ thể, việc định giá tài sản đất nông nghiệp rất thấp, tài sản đất thuê hàng năm cũng không thế chấp được, các tài sản khác bị định giá xuống khi lạm phát gia tăng. Hiện có tới 41% doanh nghiệp khảo sát đã không còn tài sản thế chấp đủ pháp lý để vay vốn, hiệp hội phản ánh. Do đó, hiệp hội cho rằng ngân hàng nên xem xét tăng tỷ lệ thế chấp các tài sản này, thực hiện mở rộng cho vay theo hợp đồng với các tài sản và quyền tài sản hình thành trong tương lai. Với tình hình khó khăn như hiện nay, doanh nghiệp không vay vì không có hợp đồng hoặc doanh nghiệp vay vốn không chỉ cho nhu cầu đầu tư mới mà còn là để thanh toán các khoản vay cũ đã đến hạn, HUBA cho biết. Mặt khác, hiệp hội cũng đề xuất phía ngân hàng có thể xem xét ân hạn nợ bên cạnh việc gia hạn. Theo đó, doanh nghiệp gia hạn nợ được phép hoàn trả khoản vốn vay gia hạn tại năm cuối cùng của kỳ hạn vay, thay vì phải trả ngay khi hết gia hạn, làm tăng gấp đôi số tiền phải trả trong năm tiếp theo, gây khó khăn kép cho doanh nghiệp. Đối với ngành công nghiệp hỗ trợ, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, điện và điện tử, nhựa, cao su và hóa chất. Hiệp hội cho biết, tình hình kinh doanh của ngành chưa tích cực, thậm chí nhiều doanh nghiệp bị suy giảm do thiếu đơn hàng, chi phí đầu vào tăng cao. Ngoài ra, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ hiện nay hầu hết là các chi tiết rời rạc, khó đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu và doanh nghiệp đang chịu mức lãi suất vay khá cao 7-8%. Do đó, nhà nước nên xem xét đơn giản hóa thủ tục vay vốn, kích cầu đầu tư, chú trọng hỗ trợ nguồn vốn và chính sách ưu đãi đối với các dự án lớn, hình thành hệ thống các nhà máy chuyên môn hóa có thể sản xuất được các cụm linh kiện hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu của khách hàng toàn cầu, hiệp hội đề xuất. Về tình hình của các doanh nghiệp, HUBA cho biết hoạt động sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi ở một số ngành như công nghệ, cơ khí, đồ gia dụng. Tuy nhiên, một số ngành còn khó khăn như dệt may, da giày, sản phẩm gỗ. Một số doanh nghiệp có xu hướng chuyển qua khai thác thị trường mới nhiều tiềm năng như Campuchia, Thái Lan và các nước Đông Nam Á. Ngành chế biến lương thực thực phẩm hoạt động tốt, gia tăng thị trường Trung Quốc và các thị trường mới khai thác như Đông Nam Á, Châu Phi. Tuy nhiên, Hiệp hội đánh giá thành phố chưa nắm bắt, hưởng lợi đối với sản phẩm nông nghiệp, các mặt hàng rau củ quả của Việt Nam có sự phát triển mạnh. Ngành thương mại nội địa phục hồi nhưng chưa có nhiều ấn tượng. Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu mặc dù có khó khăn về logistics và luồng hàng vận tải biển, nhưng đã từng bước lấy lại đà tăng trưởng. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản đã có nhiều dấu hiệu khả quan sau khi thực hiện tái cơ cấu và sẽ cho thấy sự phục hồi rõ nét hơn từ nửa cuối năm 2024. Một số doanh nghiệp lớn đã tiến hành cơ cấu lại nợ để cải thiện tình hình tài chính thông qua các hình thức mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn hoặc đàm phán với các trái chủ, các ngân hàng để gia hạn nợ, giảm áp lực dòng tiền. Nhiều thương vụ phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, chuyển đổi trái phiếu đã được thực hiện trong thời gian gần đây, giảm đi đáng kể gánh nặng trả nợ của nhiều doanh nghiệp. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Thép Bomina, mã BOM, vừa công bố thông tin về việc hoán đổi cổ phần để cấn trừ nợ với nhà cung cấp, ghi nhận động thái bán ra hàng loạt của người liên quan Chủ tịch Đỗ Duy Thái gây chú ý. Theo BOM, động thái bán ra cổ phiếu của người liên quan thời gian qua chủ yếu để cấn trừ nợ với các nhà cung cấp. Theo thỏa thuận, tổng số cổ phiếu cấn trừ lên đến 21 triệu cổ phiếu BOM, tương đương giá trị cấn trừ gần 188 tỷ đồng. Trong đó, Bomina chủ yếu cấn trừ với giá 10.000 đồng trên cổ phiếu, gấp đôi thị giá. Các khoản nợ sau khi cấn trừ sẽ được xóa bỏ, các chủ nợ là nhà cung cấp sẽ trở thành cổ đông của BOM. Xây dựng Hòa Bình, mã HBC, cũng gây chú ý với kế hoạch phát hành lượng lớn cổ phần nhằm hoán đổi nợ. Theo kế hoạch mới điều chỉnh, HBC sẽ phát hành chỉ gần 252,5 triệu cổ phiếu, trong đó có 32,5 triệu cổ phiếu là phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ. Được biết, công ty có giảm số lượng phát hành cấn trừ nợ so với kế hoạch ban đầu do đã thanh toán nợ cho một số chủ nợ. Một số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ. Ngoài ra, với số tiền hàng ngàn tỷ phát hành cho đối tác ngoại HBC cũng dự dùng để thanh toán các khoản nợ vay của công ty với các ngân hàng.
trong đó hơn 1.754 tỷ đồng là trả gốc và lãi cho ngân hàng BIDV, gần 998 tỷ đồng trả cho ngân hàng Vietinbank, 158 tỷ trả gốc và lãi cho ngân hàng MSB, 136 tỷ trả cho NCB, còn lại trả cho VPBank và CIBank. Cuối năm 2022 và sang năm 2023, HVC đối mặt với hoàn cảnh vô cùng khó khăn do biến động thượng tầng, thị trường đóng băng khiến dòng tiền chịu áp lực lớn. Hiện, HVC đã lỗ lũy kế gần 3.000 tỷ đồng, nợ vay tài chính gấp 14 lần số vốn chủ sở hữu. Những khó khăn kéo dài từ đại dịch đến suy thoái kinh tế, cũng những sự kiện liên quan đến thị trường trái phiếu, bất động sản, khiến doanh nghiệp khó trồng khó. Do đó, làn sóng phát hành hoặc hoán đổi cổ phiếu để cấn trừ nợ bắt đầu nở rộ, tương tự câu chuyện năm 2013-2014. Năm qua, địa ốc Hoàng Quân, mã HQC đã phải dùng phương án này. Trong đó, công ty lên kế hoạch phát hành 130,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 4 chủ nợ để hoán đổi 1.307 tỷ đồng nợ vay với giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ là 10.000 đồng trên cổ phiếu. HQC cũng trình cổ đông kế hoạch phát hành 87,3 cổ phiếu với giá 10.000 đồng trên cổ phiếu cho ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, để hoán đổi 873 tỷ đồng. Trước đó nữa, trong Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2021, tổ chức vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, Hội đồng Quản trị Quốc Cường Gia Lai, mã QCG, cũng thông báo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chuyển đổi nợ để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chào bán gần 61,9 triệu cổ phiếu với giá 11.000 đồng trên cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Cùng năm 2021, Gỗ Trường Thành, mã TTF, đã phát hành thành công 40,5 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ khoảng 405 tỷ đồng với ông Bùi Hồng Minh. Tỷ lệ hoán đổi nợ là 10.000 đồng hoán đổi thành một cổ phiếu ưu đãi với cổ tức cố định là 6,5% trên năm. Nói về làn sóng này, theo chuyên gia, đây là giải pháp tạm thời giúp doanh nghiệp giảm hệ số đòn cân nợ, giải quyết khó khăn trước mắt, nhưng về lâu dài không tốt vì không thể hiện sự cân bằng dòng tiền. Thứ nhất, về nguyên tắc, doanh nghiệp phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, tăng vốn kinh doanh chứ không phải trả nợ. Thông thường, tiền trả nợ huy động từ nhiều nguồn như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu. Việc phát hành cổ phiếu cấn trừ công nợ sẽ tạo ra rủi ro là không cân xứng giữa nguồn vốn, cách sử dụng vốn và chi phí vốn. Chi phí phát hành khá đắt đỏ, trong khi giá phát hành không cao. Còn đối với đơn vị bị cấn trừ, sẽ thành cổ đông của doanh nghiệp. Về phía cổ đông nhỏ lẻ, khi phát hành mới cấn trừ nợ sẽ khiến cổ phiếu bị pha loãng. Tương ứng, EPS trong năm tới, thậm chí vài năm tới luôn loanh quanh ở mức thấp. Những nhà đầu tư dài hạn ít có hy vọng về cổ tức, giá cổ phiếu vì thế khó có cơ hội phục hồi bền vững. Chưa kể, việc xuất hiện những cổ đông lớn bất đắc dĩ sẽ phát sinh vấn đề. Nếu như cổ đông này tham gia điều hành, họ phải am hiểu lĩnh vực đó, bằng không dẫn đến những rủi ro khác về sau cho doanh nghiệp. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!